Chào anh em, đã quay trở lại với kênh bán đồ nghề Nhật Bãi của em. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại 03334 830 843. Muốn theo dõi video mới thì anh em bấm vô đăng ký ở trên cái trang video đó, ở trang kênh trên kênh của mình á. Anh em coi video thì xem chất lượng cao thì anh em bấm vô cái chỗ chọn chất lượng HD để xem mấy cái hình ảnh cho nó rõ nét. Rồi hôm nay em giới thiệu cái video số 17, em có mấy món đồ nghề. Đây là cây cạo mắt sên xe đạp. Đây, cạo để tháo dây sên ra đó, cắt dây sên ra, cạo cái cốt mắt sên ra. Đặc biệt cái cây này nó có cái đầu để gắn cái mũi vít để vặn nha, này rất là tiện lợi luôn, mũi thông dụng 6 ly 3. Cái mũi này của Corsair Japan. Đây, bộ cảo mắt sên mã 1701, giá 200.000. Tiếp là một cây cắt kiếm, cây bắt kiếm bằng lưỡi hợp kim. Cắt kiếm cắt gập đó anh em. Cái này thì nó chuyên cắt gập hơn nè. Đây, nó có cái đuôi này để bẻ khi mà mình cắt rồi mình lấy nó mình bẻ. Đây trên hình ảnh nó chỉ cách mình sử dụng. Cây này mới chưa sử dụng, nó còn nguyên cái bao, nguyên trong bao này. Cắt gập có mã 1702, 150.000. Tiếp theo là cái bộ bộ tu vít của và sale Japan, 6 cái mũi đi kèm. Đây là BH1, BH2. Mũi này BH3. Đây, mũi dẹt nó cũng có từ nhỏ đến lớn, 1, 2, 3. Cái tua vít này là tua vít thử điện, mình dùng nó như vít ba ke vít dẹt, mà nó còn có chức năng là chính nó là thử điện. Đây, điện AC là từ 100 đến 220V, AC 100 đến 350V DC. Cái này mình đã test lên ổ điện rồi, ok cho anh em xài. Đây, khi vặn nó vô sẽ như vậy, xíu lại hai ra. Bộ tua vít về sale thử điện mã 1703, 250.000. Tiếp là một bộ bơm bánh xe. Đây, cái vòi bơm bánh xe và thử áp của bánh xe, áp hơi. Thử áp này lên tới 4 cái máy. Đây, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg mấy nè. Đã test rồi, ok luôn anh em. Cái này đã test thử luôn rồi. Bộ bơm bánh xe một mã là 1704, 250.000. Tiếp theo là một cái kìm kẹp. Rất là chắc chắn luôn, nặng luôn. Kìm này của Japan nè, mấy anh Japan. Cái này không biết nó là chuyên dụng là kẹp cái gì, nhưng mà anh em thường thấy anh em hỏi mua là để dùng nó để kẹp cái bạc, bạc quảng cáo đó anh em, hoặc là tấm bạc mình dùng mới mình kẹp đó, tại vì cái hàm nó ngậm cái tấm bạc rất là ok luôn. Đây, ví dụ đây là tấm bạc ngậm vô nè,
ăn rất là chắc chắn luôn, hàm nó dạng gần sống á, ngon nhau. Cái kèm này có mã là 1705 250 nha. Tiếp theo là một cái hút cuộn 20 m. Chữ hai bên còn rất là đẹp, 20 m. Đây. Chữ hai bên luôn. 20 m may Japan. Quay rất là nhanh. Rút cuộn 20 m có mã 1706 300.000. Tiếp theo là một cái tai quay Taro. Mình về một cái tai quay Taro còn mới. Như mới nè. Nó còn cái tem luôn, như mới, made in Germany. Của Đức anh em. Đây tai quay Taro tự động. Quay nhanh. Cái này mình khóa lại thì nó y như tay bình thường. Này nó tự động, nó nhanh. Cái mũi này kẹp thì mũi nhỏ nhất là M3. M3 đến tầm M10. Tay quay Taro mã 1707 300.000. Tiếp theo là một cái cây một cái dụng cụ đa năng của Nhật Factory. Nó rất là nhiều chức năng trong đây nha anh em. 1986 Blade Japan. Đây đầu tiên là cái kéo. Đây. Rất là bén luôn nè. Nó chưa sử dụng luôn nè. Cái bộ này hầu như là chưa sử dụng. Cất vô. Tiếp theo là cây hước. Đây cây hước Japan 1 m. Đây nó đóng chữ Japan nè, 1 m nha anh em. Hước này được kéo ra được 1 m. Ok. Tiếp đến là một cái cắt băng keo. Đây cái cuộn băng keo nó còn nguyên nè, chưa sử dụng. Nó còn đây nè, cái đồ cắt mà. Lưỡi cắt. Tiếp theo là một cái kim bấm. Bấm tập anh em. Đây. Giờ mình lấy kim nha. Nó còn kẹp cái kim nha. Đẩy cái này lên mới bấm xuống được như này. Tiếp theo là một cái lưỡi dao. Đây là cái dụng cụ gì vậy? Dụng cụ để nại đinh hay kim ghim gì vậy? Ở đây nó còn một cái bấm lỗ nữa nha này. Cái nút này để bấm lỗ nè. Đây là lỗ nè. Đi giấy vô mình sẽ bấm lỗ. Bấm lỗ giấy á. Rồi ok. Vậy là rất nhiều chức năng. Để mình đếm lại thử coi bao nhiêu chức năng nha. 1 2 3 4 5 6 7
7 chức năng trong một nha anh em, 7 chức năng. À nó còn một cái chức năng cái kính lúp, đây là 8 chức năng. Đây là cái kính lúp này nè. Này. Nó là cái kính lúp để đọc sách á. Này chuyên đọc sách là tại nó dàn hàng ngang ra nào mình đọc sách nó dễ. Còn đây là cái móc khóa, móc treo đó. Ok. Bộ đa năng của Nhật, cái mã là 1708, 350 ngàn. Tiếp theo là một cây mỏ hàng của Sud là của Nhật, xài điện 100V nha anh em. Công suất là 60W. Đây mũi hàng rất là to luôn, còn dài. Dùng điện 100V. Đã test lên ok rồi anh em. Hàng rất là ok. Cái mã là 1709, 200 ngàn. Cuối cùng là một con dao của Nhật. Lưỡi còn nguyên zin anh em. Này, rất là bén luôn á. Kích thước nè. 20 cm. Lưỡi nó tầm 7 cm. Rất là bén luôn, mình cắt thử nha. Đó. Rất là bén luôn. Lưỡi này zin chưa có đụng vô gì hết nè. Nó còn zin nè, sáng luôn. Ở đây cái chữ Nhật, rất là đẹp. Đây có móc treo luôn. Gấp lại nó là 12 cm. Dao Nhật cán gỗ, có mã 1710, 250 ngàn. Ok, mình kết thúc video ở đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.